Xin chào buổi sáng cả nhà nha. Hiện tại thì mình đang có mặt tại phòng thay băng cắt chỉ của trung tâm bác sĩ Khải. Như các bạn cũng đã thấy nha, đây là chị khách hàng xinh đẹp trong buổi sáng ngày hôm nay. Cô gái này đến với trung tâm để được thực hiện dịch vụ nâng mũi cấu trúc và cắt cánh mũi. Thì mình xin giới thiệu các bạn là mũi của chị này lúc trước là đầu mũi lân này, cánh mũi rất là dày và to. Và bác sĩ đã thực hiện cho chị ấy là phương pháp nâng mũi cấu trúc để đẩy dài đầu mũi ra, nâng cao phần sống lên cũng như là cắt phần cánh. Đây là chính xác là 10 ngày nha, 10 ngày sau khi tháo nẹp và cắt chỉ. Hiện tại thì mắt đang còn hơi bị bầm vàng nhẹ một chút xíu. Thế nhưng mà các bạn nhìn thấy là theo như các bạn thường biết ấy, là cái phần cắt cánh mũi, khi mà bác sĩ cắt cánh thì chúng ta sẽ thấy cái vết thẹo khá là to và xấu. Nhưng mà đây mình sẽ quay sát cho các bạn thấy. Đây là cái vết cắt cánh mũi sau 10 ngày, rất là đẹp đúng không ạ? Các bạn hầu như là không thấy cái vết cắt luôn. Đây, các bạn thấy nào? Đây nha các bạn nhá. Hiện tại mũi mới có 10 ngày thôi, khá là sưng, nhưng cái form này thì mình đảm bảo với các bạn là một cái dáng mũi khá là hoàn hảo luôn, rất là chắc chắn và đẹp nha. Có phần đầu mũi cũng như là cái phần sóng này có cái độ cong tự nhiên, các bạn thấy không? Có độ cong tự nhiên và phần đầu mũi cũng như là cái phần cắt cánh mũi nó sẽ thu gọn lại được nha. Nhìn mặt khá là tây. Chị có thấy mình thay đổi nhiều hơn so với trước khi làm mũi không chị? Có. Thấy mình có bị có lạ hơn không? Em thấy chị đẹp lên hơn rất là nhiều. Lạ hơn mà đẹp hơn rất là nhiều nhá. Cũng không phải là lạ nhiều, nhưng mà em thấy chị tây hơn và trẻ trung hơn rất là nhiều với cái dáng mũi kia. Dáng mũi trước của chị là to rất là to như này. To mà gãy lắm. Gãy, to mà gãy ra đúng không ạ? Đấy, nó bị gãy ngay phần hốc mắt nha. Và lên một cái dáng mũi này khá là đẹp nha các bạn. Rất là đẹp. Đây mình sẽ quay cận đầu mũi cho các bạn thấy nhé. Đấy. Chào Hà Hương nhé. Như các bạn cũng đã thấy là cái dáng mũi này là cái dáng mũi chuyên cấu trúc, chuẩn cấu trúc luôn nha. Nó vừa có độ cao này, độ cong tự nhiên này, và có phần đầu mũi. Cảm ơn nhé. Cảm ơn các bạn đã khen đẹp và thả like nha. Rất là nhiều người thả like cho cái dáng mũi này nhé. Thì những ai mà đang có ý định làm mũi, là đang có cái ý định làm mũi, thì mọi người hãy nhanh tay inbox cho bác sĩ Khải để chúng ta được bác sĩ tư vấn trực tiếp và lựa chọn cho chúng ta một dáng mũi phù hợp nha. Đấy. Chị có thấy hài lòng với cái dáng mũi này không? Có. Thay đổi rất là nhiều đúng không? Trước khi làm thì mình có được chuyên viên cũng như là bác sĩ tư vấn cho mình trước khi làm. Và mũi của mình dày cái phải cắt nhé. Chào Hà Hương, bên chị cũng có làm đẹp về da luôn em nhé. Thế nhưng mà địa chỉ làm da bên chị là 288 B8 B9 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3 nha. Em có ý định làm về da, chăm sóc da thì em vui lòng inbox số điện thoại của em qua fanpage. Một lúc sau thì sẽ có các bác sĩ và các chuyên khoa da liễu sẽ nhắn tin cho em nhé, để tư vấn cho em về cái trường hợp này. Hà Hương nha. Chào Lê Thảo, mũi mới làm hả bác? Bác là nhất về mũi rồi, cảm ơn Lê Thảo rất là nhiều nha. Mũi này của chị này đã làm được 10 ngày rồi. Mũi đầu tiên của chị ấy là bị gãy phần sóng, hầu như là không có sóng mũi luôn. Và cái phần đầu mũi rất là to, bụi mũi lân. Đầu mũi rất là to và cái đầu mũi tròn vo luôn đấy ha, và không có phần chóp mũi. Nhưng mà sau khi mà được bác sĩ tư vấn và nâng theo phương pháp cấu trúc thì cái dáng mũi đã cải thiện rất là nhiều. Phần cánh thì bác sĩ sẽ cắt, và thường thường cái vết thẹo cắt cánh ấy, thường thường mờ hài lòng rất là hài lòng đúng không chị? Cái vết thẹo cắt cánh này phải để một tầm tháng, 2 tháng, thậm chí là có những người 6 tháng mới mờ. Nhưng mà đây khách hàng này mới có 5 ngày, 10 ngày thôi mà đã được cái vết thẹo như thế này rồi, thì chúng ta thấy thật sự là bác sĩ cực kỳ là giỏi và mát tay nữa. Bác sĩ rất là khéo léo khi mà cắt cái cánh mũi này, cũng như là cái vết chỉ khá là đẹp đúng không chị? Vâng. Đấy. Cảm ơn Lê Thảo nha, bác là nhất về mũi rồi. Kim Lê Yến, đau không chị? Chị cho em cảm nhận đi ạ. Đấy nhá, một câu trả lời cực kỳ là ưng ý. Tại vì là bạn Kim Lê Yến nha, khách hàng cảm nhận luôn là không có đau. Hầu như là ai cũng sợ là động vào dao kéo là sẽ rất là đau, nhưng mà khách hàng trả lời thực tế đây, khách hàng nhân chứng sống này, là không hề đau đớn gì cả nhá. Về nhà mình có thấy khó chịu gì không chị? Không,
mấy ngày đầu hơi khó chịu xíu, 2 ngày đầu rồi xong hết rồi nó khô là đỡ đau rồi. Dạ cũng chả đau gì nhiều đúng không ạ? Đúng, đúng. Hà Phương ở thành phố Hồ Chí Minh hả chị? Ờ đúng rồi em, nếu em không ở trong Sài Gòn thì chị cũng bó tay rồi. Tại vì trung tâm của chị hiện tại bên chị, bên bác sĩ Khải là có ở bên Sài Gòn thôi em nhé. Lê Thảo 15 tây qua Bắc làm. Ok Lê Thảo nha, em có ý định làm rồi thì em hãy inbox trực tiếp vô trong tin nhắn nha. Thì các bác sĩ sẽ tư vấn cho em một giám mũi ok và đặt lịch cho em nha. 15 tây là em nên đặt lịch rồi, tại vì lịch bên bác sĩ Khải khá là nhiều, dày đặc luôn và kín. Hiện tại đến ngày 10 tây đã hết lịch rồi nha. Nhưng em nào mà có ý định làm mẹ thì mọi người hãy nhanh tay inbox cho bác sĩ hoặc là gọi trực tiếp qua số hotline để được đặt lịch nha và tư vấn. Số hotline bên mình là 0923 999 229, hoặc các bạn có thể tới trực tiếp địa chỉ là 381 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10. Đấy là địa chỉ bên trung tâm bên bác sĩ Khải nhá. Ừ Hà Hương, ok em nhá. Lê Thảo inbox rồi nè. Rồi cảm ơn em nhé Lê Thảo. Về à? Rồi ok, tại vì khách hàng cũng khá là bận rộn một chút xíu, nhưng mà rất là cảm ơn chị đã dành thời gian để chia sẻ kinh nghiệm làm đẹp của mình sau khi làm xong và thành công như này rồi. Thì em cũng chúc chị luôn tự tin hơn về cái diện mạo mới nhá, và hy vọng là chị sẽ luôn luôn xinh đẹp. Cảm ơn. Chị có điều nào muốn nói bác sĩ Khải không? Cảm ơn bác sĩ Khải đã làm cho em chiếc mũi như ý muốn. Cảm ơn chị nhá, cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ bye bye chị, hẹn gặp lại chị sau có dịch vụ nào làm đẹp nữa thì giới thiệu bạn bè qua đây để bác Khải làm đẹp cho nha. Rồi chị. Ok, những ai mà có nhu cầu làm đẹp mũi đồ là đến bác sĩ Khải làm. Dạ cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Rồi.